là một là đất hơi, hai là quý bà con chúng ta trồng mà muốn cho nó nhiều cây nha, thì tối thiểu là 6m x 6m tiếp chiều Hoàng Anh ở miền Tây, và nhớ lên mô, nhớ lên ụ đàng hoàng chứ không có được trồng trạch ở dưới. Thân mến, khi bà con chúng ta trồng sầu riêng thì ngoài cái yếu tố là chọn cây giống đúng giống, cây giống chất lượng ra, thì bà con chúng ta sẽ rất là quan tâm tới việc là khoảng cách trồng sầu riêng bao nhiêu là hợp lý. Hay câu hỏi một cách rất là cụ thể đó là 1 hectare sầu riêng thì chúng ta trồng được bao nhiêu cây, thì Hằng Anh cũng đã ghi rất là rõ ở trong cái tài liệu của mình rồi. Hôm nay thì Hằng Anh xin phép được thay mặt đội ngũ của Willow Farm chia sẻ cho quý bà con chúng ta. Hằng Anh có làm cái khoảng cách ở miền Tây để ra được bao nhiêu cây, khoảng cách ở miền Đông, ở Tây Nguyên để làm sao, tại vì mỗi một cái khu vực nó sẽ có một cái diện tích đất nó hẹp, rồi diện tích đất nó rộng rãi, rồi cũng như là tập tính của mỗi khu vực sẽ khác nhau. Thì hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng ở miền Tây, ở chợ Lấp Bến Tre, trụ sở chính của công ty, thì bà con chúng ta có thể thấy hoạt động hàng ngày của Willow Farm rất là vui vẻ, nhộn nhịp. Quý bà con chúng ta rất là yêu thương Willow Farm, ghé thăm để mà được tư vấn về kỹ thuật trồng, cũng như là được tư vấn về danh mục đầu tư cây giống cho phù hợp. Và cái khoảng cách trồng sầu riêng, cái 1 hectare trồng được bao nhiêu cây sầu riêng cũng là một trong những cái vấn đề mà bà con chúng ta rất quan tâm. Nhiều khi chúng ta trồng thưa quá thì chúng ta xót ruột, không biết là mình trồng có như vậy thưa quá không nữa, năng suất nó có bị giảm khi chúng ta trồng thưa không. Hoặc là như bà con chúng ta trồng khít quá rồi nữa, sau này cái thấy sao cành chi đồ này kia nó không có nhiều, không có chỗ để mang trái, không có năng suất gì hết thì cũng không có hay. Bây giờ thì chúng ta phải đến với nhau ở trong một cái chữ phù hợp, tức là cái khoảng cách trồng sầu riêng phù hợp ở miền Tây, ở Tây Nguyên, và cụ thể đây là bao nhiêu cây cho 1 hectare là phù hợp. Vậy thì bây giờ chúng ta đến với miền Tây đi. Ở miền Tây hồi xưa bà con chúng ta, những cái lão nông hồi xưa có thể chứng giám dùng con được không? Hồi xưa là chúng ta trồng khoảng cách có 4m x 4m, tức là không phải đất thuê luôn, đất nhà luôn, nhưng mà trồng sầu riêng có khoảng cách 4m x 4m. Và khi đó là các lão nông cũng như những cái lão sư, những cái người sư phụ của Hoàng Anh trong cái nghề làm sầu riêng, thì các lão sư mới chia sẻ là: con ơi, nếu mà con đi tư vấn thì con tư vấn trồng rộng rãi hơn 4m, chứ con đi tư vấn 4m như hồi xưa ông cha tôi mình làm á thì nó sẽ bị sao, nó sẽ bị rất là khít, và nữa sau này á nó có cây sầu riêng nó cứ vọt lên không. Nên ở miền Tây bà con chúng ta bây giờ á, nếu mà đất gọi là một là đất hơi, hai là quý bà con chúng ta trồng mà muốn cho nó nhiều cây nha, thì tối thiểu là 6m x 6m tiếp chiều Hoàng Anh ở miền Tây. Và nhớ lên mô, nhớ lên ụ đàng hoàng chứ không có được trồng trạch ở dưới. Nhiều khi ui nước lũ dâng cao, hoặc là chúng ta nước mà ở miền Tây thì hay có kênh rãnh đó, nhiều khi chúng ta không có quản lý được cái vụ mực nước thì cũng không có tốt cho cây sầu riêng. Cây sầu riêng cần nước nhưng mà không quản lý nước được là coi như là rễ nó úng hết, và đặc biệt là nó hay bị bệnh lỡ cổ rễ, thối cổ rễ, rồi tuyến trùng, rồi nấm khuẩn tùm lum tùm la hết, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của cây mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp với năng suất và tuổi thọ của cây luôn. Thì ở miền Tây tối thiểu là 6m x 6m, nhưng Hoàng Anh đi tham khảo một số mô hình thì 7m x 7m là ok nhất nha quý bà con nhé. Và bà con chúng ta có thể trồng sen ở giữa hai cây sầu riêng, và chúng ta có thể trồng sen cây tắc, hoặc là trồng sen cây ổi, hoặc là những cái cây rau màu giúp dùng Hoàng Anh nha. Như vậy nếu bà con chúng ta trồng 6m x 6m thì 1 hectare sầu riêng bà con chúng ta sẽ trồng được là 280 cây sầu riêng ha. Còn nếu mà con chúng ta trồng 7m x 7m thì 1 hectare sầu riêng sẽ trồng được 204 cây. Dĩ nhiên là khi mà cái trồng thưa ra thì số lượng cây chúng ta sẽ ít hơn, nhưng bà con phải hình dung là cái tai chi của cây sầu riêng đó, nó sẽ rộng rãi hơn, và từ đó có nhiều vị trí để mang trái hơn. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ đạt được năng suất. Cái cuối cùng chúng ta quan tâm không phải là số lượng cây sầu riêng, trồng bao nhiêu cây ở trên diện tích đất của mình, mà Hoàng Anh biết cái mà bà con chúng ta quan tâm đó chính là năng suất của cây sầu riêng, là chúng ta trồng được là trồng bao nhiêu đó cây sầu riêng đó, nhưng mà năng suất cuối cùng là bao nhiêu. Năng suất cuối cùng là 10 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 40 tấn hay 50 tấn. Vậy thì Hoàng Anh sẽ nhắm tới mục tiêu cuối cùng với bà con là trồng được bao nhiêu tấn. Vậy thì cây mà 7m thì tai chi nó nhiều, vị trí mang trái nó nhiều, thì năng suất nó cũng sẽ tốt giống như trồng 6m x 6m thôi, nhưng mà cây nó sẽ thấp hơn, nó không bị cạnh tranh về không gian, nó rộng rãi, nó phát triển, nó có nhiều vùng đất để nó chơi đùa nha bà con nhé. Ở con miền Tây thì nhớ giúp Hoàng Anh chuyện này. Còn tốt nữa thì trồng 8m x 8m, Hoàng Anh dùng từ tối thiểu, tức là cái cận dưới của cái khoảng cách cuối cùng, cái khoảng cách tối thiểu bà con chúng ta phải trồng là 6m x 6m giúp dùm Hoàng Anh. Còn bà con ở Tây Nguyên thì bà con chúng ta sẽ trồng khoảng cách tối thiểu là 7m x 7m, và tốt nữa thì 8m x 8m. Mà một số cái pha mà Hoàng Anh tư vấn diện tích nhiều để cơ giới hóa đi, máy cài, máy xới, máy u, máy ơ, tèn 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 tèn, thì chúng ta phải sao? Phải trồng 10m x 10m.
nhá. Và ở Tây Nguyên thì Hằng Anh thấy ít khi nào bà con chúng ta trồng sen. Nếu bà con chúng ta trồng sen thì bà con chúng ta hay có tiêu sẵn cho bà con chúng ta trồng thêm cây sầu riêng. Nhưng mà một số cái trường hợp Hằng Anh thấy cũng không hiệu quả, thì thằng tiêu nó hay bị tiến trùng và nó sẽ ảnh hưởng, tiến trùng thì nó sẽ lây, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây sầu riêng của chúng ta. Nên nếu được á, bà con chúng ta vốn nhiều, bà con chúng ta có chuẩn bị sẵn cái hậu thuẫn cho mình về ngân sách vốn, thì bà con chúng ta trồng một mình cây sầu riêng thôi là Hằng Anh thấy hiệu quả nha. Còn nếu muốn trồng sen thì vẫn trồng giống như là ở miền Tây, thì Hằng Anh thấy là có cái cây tắc, cây ổi, đó là những cái cây mà bà con chúng ta có thể trồng sen để lấy ngắn nuôi dài. Cây ổi thì nó hay bị sâu, còn cây tắc cây ổi thì nó hay bị rụp sáp, còn cây tắc nó hay bị sâu, thì chúng ta phải quản lý hai cái đối tượng này để giúp cho cây sầu riêng của mình phát triển tốt. Thì trồng khoảng cách ở Tây Nguyên là 7m x 7m, còn tốt nữa là 8m x 8m, muốn cơ giới hóa là 9m ăn lên. Và nhớ dùm Hoàng Anh là ở Tây Nguyên dù có dốc hay không có dốc thì chúng ta vẫn phải xẻ một cái rãnh vật lý. Cái rãnh vật lý này bề mặt ngang là 5m và sâu xuống là bề mặt ngang là 50cm và sâu xuống theo cái hình thang là như bà con là cũng 50cm luôn, để cái nước khi chúng ta tưới nó sẽ rõ xuống cái đường rãnh này, nó không có bị úng rễ, nó không bị thối rễ. Và đặc biệt khi mưa nhiều mà vùng đất dốc thì cái nước nó sẽ theo cái rãnh đó nó chạy, nó không ảnh hưởng tới rễ sầu riêng. Và còn lưu ý nha. Vậy thì 1 hectare sầu riêng trồng được bao nhiêu cây? Nếu mà ở miền Tây Nguyên á, trồng 7m x 7m này cũng là 204 cây, trồng 8m x 8m thì được 156 cây, còn nếu mà trồng 9m x 9m thì được 120 cây cho 1 hectare, còn trồng 10m x 10m thì khỏi chia, này sẽ ra được 100 cây. Nhớ bà con nhé, miền Tây khác rồi Tây Nguyên khác, nên Hoàng Anh cũng chia sẻ rõ để quý bà con chúng ta nắm cái thông tin này, để bà con chúng ta coi là thứ nhất là cái số ụ chúng ta cần phải lên, cái mô chúng ta cần phải lên. Thứ hai là gì bà con? Thứ hai là cái ngân sách chúng ta cần đầu tư cho cây giống. Thứ ba, định vị để chúng ta đi hệ thống tưới nước. Cái thứ tư là cái ngân sách cho mỗi một cái cây như vậy khi mà chúng ta làm á, thì chúng ta cần phải gọi là đầu tư về phân bón, về dinh dưỡng, về cái sâu rầy đồ này kia. Thêm một cái nữa là gì bà con? Chúng ta khi chúng ta trồng thưa, cái yếu tố vì nấm bệnh nè, rồi sâu hại nó sẽ ít hơn và năng suất nó cũng sẽ không giảm đâu nếu quý bà con chúng ta biết cách làm. Thì rất là may là Willow Farm sẽ hỗ trợ cho quý bà con chúng ta từ cái giai đoạn mà con chúng ta mua cây giống cho tới giai đoạn mà cây nó làm bông làm trái luôn. Nên quý bà con chúng ta yên tâm rằng cắt tỉa cành hoặc là dinh dưỡng hoặc là phương pháp tưới nước rồi này kia thì Hoàng Anh sẽ hỗ trợ cho quý bà con chúng ta hết luôn nhé. Bà con chúng ta yên tâm nha. Rồi nếu quý bà con chúng ta còn bất kỳ câu hỏi gì nữa liên quan tới việc canh tác sầu riêng thì bà con chúng ta có thể là để lại comment ở dưới video này để Hoàng Anh có thể trực tiếp trả lời cho quý bà con chúng ta. Còn bây giờ Hoàng Anh xin phép được chào quý bà con chúng ta ở đây và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Bye bye.